Các bạn ơi, đây này, tớ gặp một chú khỉ rồi. Tớ gặp một chú khỉ đấy rồi. Tớ muốn nuôi một chú khỉ lắm. Giật làm sao được. Này, ra đây, ra đây. Anh chưa các bạn ơi. Bên cạnh đây là có một bạn chó nha. Đấy, bạn khỉ chơi với bạn chó nha. Đấy, hay không? Bạn khỉ ăn ngon thế. Bạn khỉ có giờ ăn mặn không hả chị? Nhưng có giờ nó ăn mặn không ạ? Bạn khỉ đang mải ăn, không bạn ấy vồ điện thoại ngay đấy. Boom.